chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ hình ảnh hậu trường hiếm hoi của Hoa hậu Thùy Tiên chuẩn bị trang phục dân tộc tại Miss Grand. Đại diện cho nhan sắc, trí tuệ của Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Miss Grand 2021, Thùy Tiên hiện đang có phần thể hiện vô cùng ấn tượng. Ở chặng đua nước rút, người đẹp càng thể hiện bản lĩnh chiến binh và thu về nhiều thành công vang dội. Sau khi công bố quốc phục đẹp đến nao lòng, mới đây Thùy Tiên tiếp tục hé lộ khoảnh khắc hậu trường đầy muối. Theo người đẹp, đằng sau một bộ ảnh lung linh là sự kết hợp hài hòa của cả ekip. Có thể thấy, dù thiết kế khá cồng kềnh và nặng, nhưng Thùy Tiên vẫn giữ được tinh thần lạc quan, thậm chí cô không quên tấu hài. Sau những phần thi gay cấn, loạt biểu cảm giải trí này đã khiến fan sắc đẹp được fan cười bò. Hình ảnh hậu trường buổi chụp bộ ảnh quốc phục đã được Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, không ít fan sắc đẹp phải cười bò trước biểu cảm đáng yêu của cô nàng. Tối ngày 29 tháng 11, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021 đã chính thức giới thiệu hình ảnh hoàn thiện của bộ trang phục thiên thần sẽ cùng cô tham dự phần thi National Custom vào tối ngày 30 tháng 11. Theo đó, bộ trang phục gồm phần áo dài truyền thống, bút cao gần 20cm, găng tay boxing, mấn và phần cánh kèm biểu tượng của ngành y ở phía sau. Ngoài ra, phần trước ngực áo còn được gắn thêm một trái tim với hình sao vàng 5 cánh. Được biết, đây là sản phẩm của nhà thiết kế Tín Thái, người từng sáng tạo nhiều mẫu trang phục dân tộc cho những người đẹp Việt Nam trong phần thi National Custom tại các đấu trường nhan sắc quốc tế như Huyền Đăng Hội, Lá Ngọc Canh Vàng. Anh chia sẻ, thiết kế của mình cho Thùy Tiên lần này nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Mặc dù thoạt nhìn, đây là một thiết kế khá truyền thống, tuy nhiên bộ thiên thần áo xanh đã được làm bằng chất liệu da bóng và các họa tiết ảnh bạc chạy dọc thân áo giúp áo bắt sáng sân khấu tốt hơn. Hơn nữa, các chi tiết điểm nhấn của trang phục cách tân này cũng làm nổi bật sự mạnh mẽ mà người đẹp đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế muốn thể hiện. Với thông điệp ý nghĩa được truyền tải qua trang phục, thiên thần áo xanh dự đoán sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại phần thi National Custom được diễn ra vào tối ngày 30 tháng 11. Trước đó, Thùy Tiên cũng chính thức có mặt trong top 5 Best in Swimsuit trang phục áo tắm. Hình ảnh của cô cùng 4 đại diện nhan sắc khác được đăng tải trên trang bìa fanpage chính thức của cuộc thi. Miss Grand International 2021 đang dần đi đến chặng đường cuối cùng. Thùy Tiên cùng các thí sinh sẽ tham gia vòng bán kết vào ngày 2 tháng 12, 2021 và vòng chung kết vào ngày 4 tháng 12, 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.